Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được các cấp các ngành trên địa bàn quan tâm thực hiện, đặc biệt là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, trong đó mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự là một trong những điểm sáng góp phần đảm bảo an ninh thôn bản, ghi nhận tại huyện Simacai. Hiện nay, xu hướng đi làm công nhân ở các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang phổ biến ở các thôn bản vùng cao Simacai. Để tạo điều kiện cho lao động đi làm ăn xa về thủ tục tạm trú, tạm vắng, hồ sơ lao động, các thành viên trong dòng họ Thảo tự quản ở thị trấn Simacai đã phối hợp cùng công an thị trấn đến các gia đình để tuyên truyền. Em muốn đi xuống Hải Phòng làm công ty giày, mà hồ sơ em làm đầy đủ hết rồi, xong rồi đang chờ thời gian để đi thôi. Ngay từ khi thành lập năm 2013, dòng họ Thảo tự quản ở Gia Khâu đã chú trọng việc tuyên truyền và định hướng con cháu tuân thủ pháp luật, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, xây dựng gia đình văn hóa. Mình lấy vợ thì mình phải đủ 10, con trai thì phải đủ 20 tuổi, con gái phải đủ 18 tuổi mới lấy. Rượu chè thì không ít, nhưng mà uống thì mình say thì mình phải biết về nhà và ngủ và đừng có đi gây chuyện chú nọ chú kia. Từ khi chúng tôi thành lập dòng họ tự quản, cảm thấy là có nhiều thay đổi. Đấy, thứ nhất là về kinh tế, về an ninh trật tự thì trong dòng họ Thảo chúng tôi thì luôn có đoàn kết, gắn bó. Khi có vấn đề gì xảy ra là anh em dòng họ Thảo cũng chung tay nhau cùng tháo gỡ những khó khăn. Về cái thứ ba nữa là về cái tuyên truyền cho con cái nó hào hành đấy. Và cái luật hôn nhân gia đình thì chúng tôi luôn thường xuyên quan tâm. Với hơn 60 gia đình, dòng họ Thảo tự quản về an ninh trật tự ở Gia Khâu đã phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết các gia đình, thôn bản. Trong nhiều năm qua, toàn thôn không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, an ninh trật tự được đảm bảo. Các dòng họ tự quản thì đặc biệt ở đây thì trong tổ này là dòng họ tự quản của họ nhà họ Thảo. Thì dòng họ Thảo quản lý rất là tốt về cái an ninh trật tự của dòng họ. Thì trong đó dòng họ thì là tất cả những cái mâu thuẫn rồi gia đình nhỏ xảy ra trong gia đình ấy đều là trong dòng họ tự giải quyết và cũng không có tranh chấp gì vấn đề lớn lao để xảy ra trên cho tổ rồi lại cho không có cái đơn khiếu nại tố cáo lên ủy ban thị trấn. Việc phát huy hiệu quả vai trò của các dòng họ tự quản đang góp phần đảm bảo an ninh ở các thôn bản, tổ dân phố ở Simacai, nhất là ở khu vực biên giới, qua đó góp phần nâng cao tiêu chí an ninh trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.